Đắp nó cũng ngã. Ý làm sao tao mà cái giống nó lên luôn hòn đá cho nó rớt lại luôn á. Rớt lại đùng một nát hết rồi. Không có nát. Chứ đường nào cũng vô chỗ ghi rồi mượn. Bây giờ là cái ngược. Mày lấy cái chân hòn đá rồi. Gặp đứng được không? Gặp đứng luôn. Thì tao mày nó mới biểu là cũng làm lùm đá mày cũng mày vô coi. Không được. Để nó kẹt tí. Dạ, lấy đi. Ờ. Ê, 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 ê. Chừng chấp. Ra ra ra. Tô. Trời ơi. Chết. Rớt nước. Lầm mấy tấm lầm răng không? Bây là phút. Đấy đấy, bây giờ nghe. Hai bình bỏ, hai bình nặng bồ ghe thêm. Điện cánh cái gì mặt cái gì mày nè cầm tới cầm đó nó có tiếng nữa hết tiếng rồi. Bãi luôn. Còn mỏ gì? Trời đất. Mẹ nó uống. Wow. Cái gì đâu? Mẹ tay lại với ông tay ông đất không? Wow. Cái gì? Tay anh đất đi. Ừ. Cái gì rồi? Đến nhiều dùng chứ. Tao quá mặt. Có tiền tiêu. Lại có tiền. Nó là đẹp, ủa đẹp người quen. Không, không mạnh quen. Cặp bỏ vô luôn. Vậy con có đi. Wow. Wow. Đặc, đặc không. Cái này, cái này đâu. Cái này cho kia đây 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 chỗ ép nhiều hơn bạn nhỉ. Lít nữa đâu. Lít nữa là được. Wow. Wow, tôi nhìn vô tôi thấy hai bánh đầu tiên thấy mặt là tôi mơ. Trời, bánh này ca phát lục rồi. Rồi lục. Cái không có gì ông nậu. Để dèo lẹp nữa nha. Cái cục đầy đủ mà. Uống quá cái mặt. Hết rồi không? Còn tôi mà quê rồi các tôi nghĩ ấy nè chỗ nào nè. Biết rồi không bỏ cái cục lái đồ mà em sợ chết chú luôn lần này biết tôi lái không bị tôi bóc mà nó tay sạch bóc cho tụi em mất vô chưa cục mặt này quơ còn không nữa rồi em bị đi ra chú trà chứ đây nhỉ. Ôi giời. Nó làm sao chạy nó, lắp cái bọng cho chú này, chú lắp cái bọng cho nó lại. Thôi đi 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 đi. Nó rồi. Rỡ gì? Ồ. Nó là cái gì vậy, nó khách bánh anh. Nó có gì đâu bỏ vậy? Mà không có mày.